Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải, là công trình cấp đặc biệt có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam và kinh tế xã hội đất nước ta trong những năm tới. Dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 với mục tiêu xây dựng sân bay Long Thành trở thành cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia với diện tích hơn 5.000 ha, lớn nhất Việt Nam, công suất hoạt động đón trên 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý và vận hành. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được dự báo sẽ tạo 200.000 việc làm và đóng góp 0,98% vào quy mô GDP của Việt Nam năm 2030. Cùng với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở rộng, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tạo thành một cụm cảng hàng không quốc tế hiện đại, có quy mô và sức chứa lớn, năng lực khai thác đồng bộ, chất lượng, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không, logistics với tầm cỡ hàng đầu khu vực và quốc tế. Việc ký kết hợp tác nhằm phát triển thêm nguồn lực tại chỗ để phục vụ sân bay Long Thành, tạo điều kiện cho con em các gia đình nhường đất xây dựng sân bay có cơ hội học tập, làm việc trong ngành hàng không. Các lĩnh vực hợp tác gồm đào tạo nguồn nhân lực trong ngành hàng không, gia công, sản xuất vật tư, linh kiện phụ tùng để phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các phương tiện trang thiết bị hàng không, xây dựng khu phức hợp cho cán bộ, chuyên gia công tác tại sân bay. Hiện sân bay Long Thành đang tăng tốc xây dựng các hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đài kiểm soát không lưu và sẽ hoàn thành vào năm 2026. Khi đi vào khai thác, sân bay cần khoảng 14.000 lao động trình độ phổ thông đến đại học.